trên máy thì đây là cái núm điều khiển. Núm điều khiển này để cho giúp chúng ta lựa chọn các chức năng và điều chỉnh thời gian. Máy có các chức năng. Một là hàn giật tôn. Chức năng thứ hai hàn dây lượn sóng. Chức năng thứ ba hàn ong đen. Chức năng thứ tư gia nhiệt bằng điện cực carbon. Và chức năng thứ năm là chức năng mình có thể tự lựa chọn dòng hàn, thời gian hàn và lưu lại bên trong máy